học về là em đi học về. Học về rồi thì em lại đi tiếp. Lại đi học tiếp á? Ngày hôm nay anh sẽ cho em đi học cùng anh. Nhưng mà lớp học của anh nó hết sức đặc biệt luôn. Đó là lớp học ngoài hành tinh. Rồi, thế là em gặp nhiều bạn ngoài hành tinh hả anh? Đúng rồi, bây giờ anh với em cùng bay vào vũ trụ và đến lớp học của anh rồi. 1, 2, 3. Ôi trời ơi, tự dưng em, anh bảo em vào vũ trụ mà tự dưng loài đâu ra cái con búp bê này đây. Búp bê là búp bê thế nào? Đây là cô giáo của anh đấy. Giáo của anh á? Ui, sao nhìn giống robot thế? Cô giáo của anh trông giống robot thì mới gọi là người ngoài hành tinh. Nếu mà giống người mình thì lại là người ở thế giới của mình à, đúng không các bạn? Ui. Bây giờ cùng tham gia lớp học với anh nhá. Đó, lớp học của anh này, cô giáo này, cô giáo viết ở trên bảng đấy. Tôi sẽ không bỏ lỡ Anichon. Anichon là ai anh nhỉ? Thực ra anh cũng không hiểu lắm, tại vì cô giáo anh đấy, cô đang nói đấy, nhưng mà anh có hiểu cái gì đâu, tại vì anh không phải con người ở hành tinh này. Thế anh mà, đến tham quan thôi. Mà lớp học của anh kiểu gì? Có mỗi mình anh. Không phải đâu, các bạn hôm nay trốn học đi chơi hết rồi. Ủa, trốn học đi chơi á? Các bạn này không được, thế là hỏng. Mình phải chăm chỉ đi học chứ, đúng không các bạn? Không được trốn học như thế này đâu. Chỉ có anh chăm chỉ thôi, đúng không? Đúng rồi. À, đây có một bạn. À, có một bạn nữ nữa nè. Hóa ra là người anh to quá đấy, anh che mất bạn này các bạn ạ. Đấy, nó còn giấu của anh đẹp không? Đó, à. Anh ơi, ra chào hỏi cô giáo cái gì anh ơi. Ui, em là cô. Hello, cô. Bắt nếm. Cô giáo này. Có mồm này mà đút tay vào đây này, cô giáo anh là cô giáo robot đấy. Đút tay vào chắc là đứt đi luôn cái bàn tay của mình đấy Hà Tam ơi. Ừ, anh ơi, mà em thấy cô giáo anh kiểu gì nhìn nó cứ dị anh ạ. Trông thế thôi nhưng cô cũng hiền mà. Không có vấn đề gì đâu. Không đấy, vấn đề gì thật. Lớp học của anh chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bàn thôi Hà Tam ơi. Ở đây là còn có thiết bị báo cháy đây này. Đấy, báo cháy, anh báo cháy thì sao? Đấy, báo cháy cho em biết đó. Báo cháy một cái là phun nước luôn này. Ôi, để đỡ bị cháy đó. Rồi cái cánh cửa này. Thôi bây giờ mình phải đi ra ngoài. Chập điện, hình như là một nước ở kia chập điện rồi, mất điện rồi các bạn ơi. Ui, làm nào bây giờ? Không có cái gì. Làm bây giờ đi đâu bây giờ, tối mai này đi đâu Hà Tam ơi? Anh ơi, vậy là anh em mình phải ở trong một ngôi trường ở ngoài hành tinh mà lại còn bị mất điện hả anh? Ui, sợ thế. Tôi đi vào lớp này xem được không? Bên trong có cái gì không các bạn? Không có gì. Ui ôi. Tối quá Hà Tam ạ, anh không nhìn thấy cái gì luôn. Em cũng thế. Đi vào đây nhà mình cứ chạy đến chỗ nào sáng rồi đi ra ngoài đi, chứ ở bên trong này là tối lắm không nhìn thấy gì luôn các bạn ơi. Anh ơi, mà trường học kiểu gì ấy? Ui. Ôi, ôi. Ui. Anh ơi. Cô giáo cầm cái thước kẻ đuổi theo kìa các bạn ơi. Ui, chạy theo bạn này đi. Bạn gì? Labenabe 1205. Bạn ơi. Cô giáo anh đi nhanh không? Tại vì cô có đi bằng bánh xe mà cô có bước chân đâu. Ui, mình thì mặc bộ quần áo còn gấu rất là nặng nề luôn. Ui, chỗ này được cù tới sao ấy? Đây, có đường đi, đây có đường đi rồi, đây có đường đi rồi. Sợ thế anh ơi, cô giáo. Ui, không kịp nhảy lên. Téo, tèo, tèo. Một, hai. Cô ơi, cô tha cho em đi cô ơi. Ôi, cô ơi. Đây, có một bạn gì nữa đây. Đường này có đường đi. Ui. Tại sao thế nhỉ? Tại sao cô cứ đuổi mình đấy các bạn ơi? Đi lại nhá. Cố lên nào. Lần này mình sẽ đi đến đích cho mà xem này. Cô đừng đuổi em nữa cô ơi. Đây, lần này là anh chạy được không này? Lần này anh tìm được đúng không này? Đây rồi. Bạn chạy lại anh ơi. Mình đang chạy đi, bạn ấy chạy lại. Bên này. Ui, cô vẫn đang đuổi theo mình này. Cô ơi, cô đừng đuổi em nữa cô ơi. Em xin cô đấy, em có làm gì cô đâu mà cô đuổi em. Ê, ui, cô ơi. Đi thẳng đi anh ơi. Cô vẫn đuổi. Đi thẳng em, nghĩ là đi thẳng. Đi thẳng à? Nhưng mà đi thẳng được cô thế sao ấy. Ui, cô đuổi gần đến mình. Đây rồi. Cô đuổi nhanh thế. Anh ơi, cô đâu rồi? Ú hồn con trồn luôn. Cái đường cống này cô to quá, cô không nhảy được lên đây các bạn ơi. Rồi, đường nào đây? Đi này, cẩn thận anh ơi. Có những cái bậc. Mình phải đi vào cái bậc. Đây rồi, nhảy qua cái bậc đây đúng không? Vâng. Người anh to dài nhậu có nhảy ra không? Ôi trời ơi. Anh biết ngay mà, lần sau anh sẽ thay bộ quần áo khác chứ mặc bộ quần áo con gấu này không ăn thua. Mà mùa hè như thế này, mình mặc cái bộ quần áo nào có độc cọc được không anh? Ôi trời ơi. Mặc cái bộ quần ấy nhìn trông ấy, phát nắng. Tại vì anh tên là gấu đỏ mà nên anh mặc bộ quần áo này cho nó hợp.
May là anh còn chưa đội cả mũ gấu đỏ đấy. Rồi, tiếp theo này. Nhảy thôi. Rồi, ok. Nhảy mạnh. Ôi, cái trường học này của anh ấy cũng đã đặt bẫy ở khắp nơi hả Tham ạ? Em nghi ngờ lắm, liệu có phải cô giáo này không phải là cô giáo thật mà là cô giáo giả không anh? Anh cũng nghĩ thế, có khi cô giáo thật là đi đâu rồi đấy, cô này mạo danh. Ở đây là cái gì đây? Mình thử nhảy xuống đây xem được không Hà Tham, hay là đi qua? Ôi, đi qua được. Chớ dại mà thử. Ui, bạn trông này anh ơi. Sợ chưa? Trông ở trong ngồi. Nhảy lên. Rơi vào đây là xác định luôn đấy. Hóa ra là không được đứng lâu Hà Tham ạ, phải chạy ngay luôn. Ý, có cái bạn nhảy đây anh ơi. Ý, trời ơi, rụng rồi. Ây da, trời ơi. Nào, 1 này, 2 này, 3 này. Ui, đúng như này anh ơi, rồi. Lên. Rồi. Cuối cùng cũng lên đến đây rồi, các bạn này. Nào, nhanh lên, bạn đây mình đợi, nhanh lên. Đâu rồi, bạn đấy đâu rồi. Chuẩn bị, bạn đấy hiện lên này. Hay là bạn đấy out game luôn rồi, không thấy bạn đấy đâu nữa rồi. À kia rồi. Chắc bạn đấy nhảy ra ngoài này, đây này. Cố lên bạn ơi, thôi, mình phải đi thôi, không cô giáo. Đúng với cô đuổi. Ui, nhanh, đứng đi. Máy nghiền hoa quả. À bây giờ làm nào đây, chạy qua cái này, chạy thẳng qua là dừng đi đã. Rồi, đứng đi. Ôi, đến đây, lên cầu thang, lên cầu thang. Wow, con gấu này đi ghê rồi đấy. Cánh quạt anh ơi, cẩn thận cánh quạt này, mình phải đi qua cánh quạt. Ôi, ui ôi, bạn này tan thành tành luôn này các bạn ơi. Ui, cánh quạt này quay nhanh vậy. Nhưng cái này chỉ có 3 cánh thôi. Chạy. Rồi. Được thế nào, đơn giản thôi mà. Ui, đâu rồi? Đây rồi. Đây là sân tập thể dục này. Sân bóng rổ của trường anh. Làm đá bóng không? Em. Ôm quả bóng đi. Ôi dồi ôi. Không ôm được các bạn ơi. Không ôm được. Đi vào đây. Ôi dồi ôi. Ôi trời ơi cô ơi. Cô làm em giật hết cả mình. Cô đi được làm mà cô đã đi đến đây rồi các bạn. Chạy thôi. Đây rồi. Đây có mũi tên anh ơi. Cô vẫn đuổi theo các bạn ơi. Cô ôi. Chạy theo. Chạy thôi. Cái ngôi trường này là cái ngôi trường bất ổn. Chui vào cống mà em lại tưởng là chui tí nữa thì chui vào trong nhà vệ sinh trốn. Cô rồi, cô không đuổi theo được nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi qua cái, mình phải đi lên cái ống này đúng không? Vâng. Đi ở dưới là bị dính mà. Ui, không phải rồi. Sao lại vậy? Không hiểu rồi, chúng đi xuống dưới xem nào. Hay là cái cống bên cạnh? Điều, nhảy qua cái này. Ôi. Nhảy, ui. Tính người. Anh ơi, anh đi gần lắm. Anh đi gần hơn cái cống ấy. Đi gần hơn đúng không? Đi gần đây đúng không? Đúng. Rồi, sao nhảy? Nhảy nhá. Rồi. Ok, đấy, nhảy. Rồi, lên này. Ở trong này, cái lớp học này ở bên trên thì nhìn có vẻ mới mẻ thôi. Nhưng bên dưới thì như là toàn bẫy rồi Hà Tham ơi. Toàn những ống thép rỉ này. Nếu mà rơi xuống những chỗ này là đi luôn đấy. Nhưng mà mình lại phải đi theo những con đường này thì mấy cô giáo mới không đuổi mình được. Còn nếu mà mình đi vào những con đường bình thường ở trên mặt đất ấy thì cô giáo lại đuổi mình được. Thế nên mình phải đi vào những con đường tối tăm như này. Ôi, không nhìn thấy gì luôn. Em cũng không nhìn thấy gì luôn. Em có nhìn thấy gì không? Rồi, đây. Các bạn có nhìn thấy gì không? Wow, đường đã khó đi rồi lại còn tối các bạn ạ. Đây, bên tay phải anh ơi. Đi thẳng. Không biết là bên dưới này có cái gì mà tối đen như này Hà Tham nhỉ? Sợ lắm, nhưng mà rơi xuống đây là xác định luôn. Chỗ này có vẻ sáng hơn rồi đấy. Ôi, sợ quá anh ơi. Nhìn như kiểu là cái vực nó không đáy luôn. Anh lại còn sợ độ cao lên nhìn này, anh rất là run đấy Hà Tham ơi. Rồi, bậy quá. Lại đi cầu thang, mình thích cái chỗ nào sáng sủa hơn. Cái gì đây? Đừng tặng. Không, bốn. Ừ, tê ẳng, không bốn, không biết là cái gì ấy. Em cũng không biết là từ gì luôn ý. Đừng rơi xuống đây, cẩn thận rơi xuống đây đúng không? Đi theo đường này sáng hơn này. Anh đoán là bên trong này lại có cô giáo đứng ở bên trong này thôi. Thật không? Thật đấy. Trời, sợ lắm luôn. Cô giáo rất hay xuất hiện ở những chỗ tối tăm như thế này. Mà cô giáo đấy nhìn mặt giống Hà Tham, đúng không các bạn? Các bạn có thấy giống không? Hà Tham chỉ nhe răng mắt trợn lên kiểu gì cũng giống cho mặt xem. Ô, cái này là một đường vòng tròn à? Thế mình nhảy xuống đây đi. Mình nhảy xuống đây xem. Rồi. Ôi, tối quá hoa hết cả mắt rồi hay sao ạ? Mà không có một dấu hiệu nào để cho mình nhận biết được là mình sẽ đi đâu. Mình sẽ đi đường nào. Đúng rồi.
nên là rất khó, như kiểu là mình bị lạc ở trong mê cung ấy. Đúng rồi, nếu mà trời mà sáng thì mình còn dễ đi, chứ trời tối như này rất khó đi luôn, như kiểu mò kim đáy bể. Nhưng mà em nghe thì có tiếng gì á? Ở đây lại là một con quái vật gì đó. Ôi trời ơi, quái vật ở dưới hầm các bạn ơi. Mặt nó trên đầu nó chọc lóc luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó nghe tiếng nó cười như là cứ... Rõ ràng đây lại là một con robot nữa các bạn ơi. Trời ơi, nó gần đuổi lên anh rồi, trời ơi. Nó ngay ở đằng sau anh luôn. Nhưng anh vẫn không biết đường nào đi bây giờ. Đường nào bây giờ đây Hà Tam ơi? Em cũng không biết, ở trong này tối quá. Trời ơi. Hay là chỗ mũi tên đỏ đúng không anh? Đây rồi. Đây rồi, vào được rồi Hà Tam ơi. Được rồi. Ôi đây có một bạn nhảy theo mình nè. Thoát tim luôn. Thoát được con vịt robot rồi các bạn ạ. Rồi nhảy xuống. Tiếp theo. Rồi. Đi tiếp. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì đây? À có cái bạn nhảy lên này anh ơi. Các bạn nhảy đi đâu ấy? Đấy. À lên cầu thang, cầu thang. Ôi có một bạn rơi lả tả luôn kìa. Ui. Mình phải cẩn thận nha. À, lên ạ. Ôi cao quá các bạn ơi. Ôi. Sợ đi. Sợ đi. Chạy qua. Cẩn thận đấy. Đó rồi. Tiếp theo đi vào đây. Đây là cánh cửa gì đây anh ơi? Ui lại là hành lang lớp học của anh ơi. Chỗ này cũ. Sợ thế. Lại là cái này, cái này. Ui cẩn thận đây kìa. Ui. Xác định luôn. Sao lớp học này toàn bẫy là bẫy thôi. 1 2 3 4 5 6. Cứ như nhảy dây đấy các bạn ạ. Tiếp theo nào, đây là có cầu thang đi đâu đây? Cầu thang đi đâu đây? Ui, bẫy thế anh ơi. Bẫy chuột. Bẫy chuột. Nhưng mà chuột nào mà to như vậy? Thế thì là bẫy người rồi. Eo ơi, sợ thế. Chắc là chạm ở đây là thôi luôn đấy. Lớp nghệ thuật. Ôi, lớp học nghệ thuật các bạn ơi. Chắc là trong này có vẽ tranh đây mà. Mà lớp gì ấy, bà ấy, hành lang ấy thì nó vừa cũ tránh các thiết bị. Ui, tránh các thiết bị. Wow. Ôi. Đây là mấy con robot mà đang trong quá trình hoàn thiện đấy mà. Con robot này nó có thể di chuyển đấy thôi. Nó bé thôi. Liệu có khi nào nó dậy rồi nó tấn công nữa. Em vừa nói xong. Tưởng là chưa hoàn thiện thôi nhưng mà hóa ra là nó vẫn có thể bắt được mình đó. Mình đã chạm vào gì đâu không? Mà đã bị bắt rồi đúng không Hà Sam? Đúng. Và lại là lý. Đấy nha, anh sẽ đi tránh mấy con này ra này. Đó. Đấy, nó có thể hoạt động này, tay chân này. Nhảy lên bàn thôi anh ơi. Nhảy lên bàn được không? Đó, đấy. Ủa đây giống mặt Huggy không này các bạn ơi? Đúng rồi anh ạ. Không? Ở bên trong này, ôi trời ơi. Mặt gì đây? Cái mặt kìa, sợ quá anh ạ. Đi vào đây. Đi rồi. Ra khỏi cái lớp học. Qua rồi. Ngày càng tối tăm, còn trong này là cái gì đây? Cái này là cái nhà vệ sinh. Đúng không? Nhà vệ sinh. Rồi. Nhảy qua cửa sổ xem. Em ra ngoài trời rồi anh ơi, mưa là ra ngoài trời rồi. Rồi đây, ui. Cánh quạt laser luôn. Đẳng cấp thật đấy. Đúng là một ngôi trường ấy. Quá kỳ lạ luôn ấy. Làm thế nào để chạy qua được đây hả Hà Tham ơi? Nhảy đó anh. Nhảy laser thôi, vừa chạy vừa nhảy thôi. Em nghĩ là anh đi đường bên kia hơn. Không, hai đường này to hơn này. Trời ơi. Hà Tham thông minh đó. Vỗ tay. Đi vào cái cửa này xem sao. Wow. Lại vào trong nhà anh. Mình thoát vừa thoát ra ngoài, bây giờ mình lại đi vào trong nhà anh. Vấn đề là mình phải đi tìm đến đường để mình có thể về được trái đất. Anh chán học cái lớp cô giáo ngồi ngoài hành tinh này lắm rồi Hà Tham. Đó, thế mà anh còn rủ em. Thì ai bảo em thích đi cùng anh cơ. Ôi dồi ôi, cà phê. Ủa, bạn đi làm cốc cà phê cho nó tỉnh táo đã. Ngồi đây uống cà phê đúng không? Cái quán cà phê kiểu gì mà ấy, nó cứ điên thùi lùi như thế này anh nhỉ. Ui giời ơi. Chủ quán đâu, cho xin cốc cà phê đây. Đây rồi, chủ quán ơi, mang cà phê ra cho mình uống rồi. Ôi. Sao lại bình thường. Nào là cô giáo thì robot đuổi cầm cái thước đuổi theo này. Con vịt thì khạp là cắn mình luôn này. Rồi bây giờ tưởng là người ta mang cho mình cốc cà phê. Anh ngờ đâu, người ta bắt mình luôn. Eo ơi, sợ thật sự luôn. Phải chạy Hà Tham ạ. Ở đây người ta chỉ lừa là có cà phê thôi chứ thực ra không có cà phê đâu. Ui, sao chỗ này đi chậm vậy? Cát, có cát đó anh. Đây. Ôi, bà lại đi nhanh vậy. Bởi mình nè. Anh ơi, chạy đi anh ơi, chạy đi rồi. Ôi, cái tay cầm hai cái kiểu cây dã bánh hay sao? Qua rồi, yeah. Ui, bắt đuổi mình luôn nè.
nhảy lên đây. Rồi, may quá, may quá. Mình lúc nào cũng đi vào cống ấy, là ai lúc nào cũng khoát. Bơi đi. Tại vì những người đó rất là to. Ôi, bơi đâu bây giờ? Bơi đâu Hà Thám ơi? Đi thẳng anh ơi, đấy. Đây là nước cống thối quá các bạn ạ. Toàn mùi cống thôi. Nhưng mà anh yên tâm đi, robot này là người ta, những chất thải của người ta không có cái gì đâu, nên là vẫn sạch sẽ lắm. Nhưng mà anh không cần biết, nhưng anh thấy mùi thối lắm rồi. Anh phải động viên như vậy. Ui, mắc anh ơi. Đi đâu tiếp đây, bơi lên trên. Bơi lên trên. Wow, bể bơi. Wow, hóa ra thông lên đây là thông bể bơi. Mà nước bể bơi là không bẩn đâu các bạn ơi. Bể bơi này mà đi tắm ở đây mà thọt chân xuống cái lỗ này là thôi luôn đấy. Rất là nguy hiểm luôn đấy. Không lên được này, Hà Thăm ơi, sao không lên được, cứ tịt từ đây thế này. Lên nào, gấu đỏ ơi, lên nào. Ôi, anh mặc bộ quần áo nặng như thế thì làm sao mà lên được. Lên được con này. Cuối cùng nổi rồi đấy. Rồi. Tiếp theo, cái gì đây? Ron gì ấy, không biết là cái gì luôn. Trời ơi, có cửa thoát ra đây rồi. Không phải. Đóng rồi các bạn. Cái bể bơi thì to, mình thì béo, mà bắt mình chạy vòng quanh cái bể bơi này giảm cân ghê. Và chơi cái game này trong ngày tối tăm quá các bạn ạ. Ôi, người này nóng luôn. Đây rồi, chắc là đi theo lên cái này đây. Nhảy lên cái này đó anh. Không đi được Hà Thăm ạ. Không đi được. Chỉ làm thế cho nó đẹp thôi. Đây cửa này. Rồi. Đây. Ôi, lại vào cái hành lang này. Tiếp theo ơi, sợ lắm. Đến đâu đây? Tiếp nào. Cái gì đây? Đây như kiểu là chơi. Ôi, cô kìa. Eo ơi, cô. Ê, cả con vịt ở đây luôn. Anh ơi, trời. Ôi, trời, đây là chân bóng rổ. Hôm nay mình có đi qua đây chưa Hà Thám ơi? Chưa anh ơi, sợ quá. Ui, cổng trường à? Wow! Cổng trường anh. Xem biết rồi. Tất cả ở đây, chạy đâu bây giờ đây? Anh ơi, chạy đi anh ơi, em không cần biết, anh cứ chạy cho em. Dễ lên, quay đó, may quá anh ơi. Leo, vào đây này. Đi rồi. Bye bye nha. Bye bye. See you again. Sợ quá. Liệu xe này có đưa mình, ô, xe này không người lái. Không người lái vẫn đi được các bạn ơi. Ui, xe này đưa mình đi đến đâu đây các bạn ơi? Không có một ai ở trên này luôn. Một cái xe này nhìn rất là sợ luôn. Không ngờ lái nhưng vẫn có thể đi được. Anh ơi, liệu có khi nào đây là một chiếc xe kỳ lạ rồi cuối cùng ấy, nó lại đưa mình đến điểm tiếp theo còn ghê hơn là cái trường học này không anh? Đây rồi. À, cúp vàng rồi, nhưng mình về đích rồi các bạn ơi. Thế là đã thoát được cô giáo người ngoài hành tinh rồi, cô giáo robot rồi. Wow. Đi vào đây ơi. Đó. Anh đến được. Cửa ra. Wow. Thế là mình đã được trở về với trái đất rồi các bạn ạ. Các bạn thì cô giáo này và những người bạn của cô giáo này có kinh dị không các bạn ơi? Nhưng dù sao họ cũng chỉ là robot thôi nên không thể thông minh được bằng gấu đỏ Hà Thám, mà chúng mình cuối cùng đã trở về trái đất nha. Còn bây giờ video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi, bye các bạn nha. Bye.